Dự thảo bảng giá đất mới tại thành phố Hồ Chí Minh do tăng quá cao so với bảng giá đất cũ nên đã không nhận được sự đồng tình của người dân. Ngày 12 tháng 8, Bộ Tài chính đã có văn bản triển khai các quy định luật đất đai năm 2024. Theo đó, bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định luật đất đai năm 2013, gọi là bảng giá đất cũ, được tiếp tục áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo bảng giá đất mới. Các đại biểu chuyên gia đã cùng nhau mổ xẻ về bảng giá đất mới gây tranh cãi trong những ngày gần đây. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong phần đầu của bản tin 18 giờ hôm nay. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về kết quả xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Trước vụ việc này, liệu ông Vương Tấn Việt có bị thu hồi bằng tiến sĩ và xử lý hình sự hay không? Trong khuôn khổ phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Đáng chú ý, tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung vào dự thảo luật quy định về mua bán thai nhi cũng là phạm tội mua bán người. Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Dự thảo bảng giá đất mới tại thành phố Hồ Chí Minh do tăng quá cao so với bảng giá đất cũ nên đã không nhận được sự đồng tình của người dân. Ngày 12 tháng 8, Bộ Tài chính đã có văn bản triển khai các quy định luật đất đai năm 2024. Theo đó, bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định luật đất đai năm 2013, gọi là bảng giá đất cũ, được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo bảng giá đất mới. Các đại biểu chuyên gia đã cùng nhau mổ xẻ về bảng giá đất mới gây tranh cãi trong những ngày gần đây. Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh mới quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Tuy nhiên, trình tự điều chỉnh bảng giá đất sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 71/2024 của Chính phủ. Theo đó, Sở Tài nguyên Môi trường địa phương lựa chọn một tổ chức thực hiện định giá đất để xây dựng bảng giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp tại thời điểm đấu thầu mà không có nhà thầu nào tham dự thì được gia hạn một lần. Sau khi gia hạn mà không lựa chọn được nhà thầu, Sở Tài nguyên Môi trường giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất. Như vậy, với văn bản này của Bộ Tài chính, bảng giá đất mới của thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể có hiệu lực sớm nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, để được áp dụng theo khung thời gian này, thì trước mắt bảng giá đất mới của thành phố Hồ Chí Minh phải tạo được sự đồng thuận từ người dân. Bà Nguyễn Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bảng giá đất cũ đã phát sinh nhiều bất cập, hạn chế, không còn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn đặt ra trên địa bàn thành phố. Cụ thể, bảng giá đất chưa tiệm cận giá đất thị trường, phạm vi áp dụng hẹp, chỉ sử dụng cho 8 trường hợp để thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, chu kỳ xây dựng bảng giá đất kéo dài đến 5 năm nên khó cập nhật biến động thị trường, thiếu giá đất tái định cư để kịp thời giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Còn theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, lấy dẫn chứng từ khu vực quận 4, đường Bến Vân Đồn, đoạn từ cầu Dừa đến Nguyễn Tất Thành có giá đất hiện tại là 24 triệu đồng một mét vuông, nhưng dự kiến điều chỉnh theo bảng giá đất mới tăng lên 271,2 triệu đồng một mét vuông, tăng gấp 10 lần so với giá hiện tại. Kéo theo đó là nghĩa vụ tài chính đối với đất đai cũng tăng mạnh, vượt quá khả năng của nhiều người dân. Tại các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ và Củ Chi, giá đất theo bảng giá đất mới dự kiến điều chỉnh tăng rất cao, có nơi tăng 20 đến 30 lần so với bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020-2024. Đặc biệt, huyện Hóc Môn có giá đất dự kiến điều chỉnh tăng cao nhất so với bảng giá hiện hành, khi có những tuyến đường có giá đất tăng 30 đến 50 lần. Trong khi đó, với bảng giá đất cũ dù rất thấp nhưng thực tế vẫn có nhiều trường hợp qua nhiều thế hệ vẫn chưa đủ tiền để chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà cửa để ở hoặc tách thửa cho con cái.
Theo các chuyên gia, việc giá đất tăng mạnh chỉ sau khoảng thời gian ngắn như trên có thể gây ra phản ứng tiêu cực trong cộng đồng, đặc biệt đối với những hộ gia đình cá nhân sinh sống tại các khu vực ngoại ô, vùng ven thành phố và những nơi đang có quy hoạch dự án bất động sản. Ngoài ra, khi giá đất tăng sẽ khiến chi phí vốn đầu vào tăng lên. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư, hiệu quả của việc thực hiện dự án. Khi chi phí đầu vào quá cao sẽ bóp nghẹt động lực đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Điều đó dẫn đến chi phí đầu vào tăng, tạo sức ép tăng giá nhà đất, giá nhà cho thuê, giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch, dẫn đến việc có thể làm tăng giá cả hàng hóa và tác động bất lợi đến cả các dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Cũng cần đặc biệt lưu ý việc giá cho thuê đất trong khu công nghiệp tăng có thể làm giảm tính cạnh tranh của nền kinh tế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh hiện nay có sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa các nước để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp mà các chuyên gia đưa ra là đánh giá tác động toàn diện vì bảng giá đất mới tác động đến nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là đời sống kinh tế xã hội của người dân, ghi nhận thêm ý kiến của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, từ đó xác định được mức giá tối ưu, đúng nguyên tắc nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong việc định giá đất. Thực ra, bảng giá đất mới được áp dụng sẽ góp phần thúc đẩy công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn như Vành Đai 3, Rạch Xuyên Tâm, Kinh Đôi, bởi giá mới tiệm cận thị trường dễ nhận được sự đồng thuận của người dân với các mức đền bù đều sẽ tăng lên. Các dự án công trình trọng điểm được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sẽ đúng tiến độ, không bị ách tắc. Tuy nhiên, luật sư Trương Thị Hòa cho rằng tăng giá đất đã có quy định rõ, tăng là cần thiết, nhưng tăng như thế nào cho phù hợp? Để đảm bảo tính pháp lý, luật sư Hòa kiến nghị cần phải thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khi tăng cũng cần có lộ trình, điều tra sâu rộng để lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp bị tác động như thế nào. Ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong tình hình hiện nay chưa tăng giá đất vì chưa cần thiết như luật quy định, mà trước mắt áp dụng bảng giá đất hiện hành cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong quá trình này cần khảo sát một cách kỹ lưỡng để có một bảng giá đất chuẩn xác. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sau hội nghị này, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp để cùng các sở ngành liên quan nhằm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm xem xét quyết định. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về kết quả xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc Văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959 như sau. Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bản ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc Văn hóa cấp 3 vào năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc Văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có kết quả xác minh của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trả lời báo chí, đại diện trường Đại học Luật Hà Nội nơi cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt cho biết, về nguyên tắc, khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý, thị trường sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nếu học viên sử dụng bằng giả để tuyển sinh, thì các trường đào tạo và cấp bằng ở bậc cao hơn sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo về quản lý văn bằng chứng chỉ. Đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký thì sẽ bị buộc thôi học. Các văn bản nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Theo Nghị định số 04 ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định rõ tùy theo hành vi cụ thể mà người sử dụng bằng giả có thể bị xử phạt vi phạm về hành vi gian lận để được cấp văn bằng chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng chứng chỉ với mức phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu hành vi sử dụng bằng giả nhằm lừa dối cơ quan tổ chức hoặc công dân thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 341 Bộ luật hình sự. Sáng nay 13 tháng 8, trong khuôn khổ phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Đáng chú ý, tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung vào dự thảo luật quy định về mua bán thai nhi, cũng là phạm tội mua bán người. Đại tá Vũ Xuân Đại, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết,
tội phạm mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ qua thực tiễn đấu tranh của bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới kết hợp với lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ việc rất nghiêm trọng. Các đối tượng này lợi dụng vào việc xuất nhập cảnh cho phép mang thai, xong sang bên kia và sinh con. Tội phạm này có chiều hướng diễn biến rất phức tạp. Việc mua bán này không chỉ vi phạm quyền của thai nhi mà còn vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người. Nếu xét dưới góc độ pháp luật, hành vi của người mẹ có con bán cũng có dấu hiệu phạm tội. Theo các đại biểu, việc bổ sung các hành vi trên vào tội mua bán người thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của thai nhi, phù hợp với các giá trị đạo đức và nhân văn. Do đó, với một luật chuyên ngành như luật phòng chống mua bán người, cần phải có quy định rất cụ thể để có thể tạo ra những cơ sở pháp lý rõ ràng, từ đó mới xử lý được hành vi nói trên. Điều này cũng phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.